Câu tiếp theo là đề bài yêu cầu mình sắp xếp lại dữ liệu nhá, cho các cột loại phòng tăng dần và giảm dần cho cột hàng tiền. Đây nè, đề bài yêu cầu mình sắp xếp các loại phòng này nè, cho nó tăng dần chứ không có để lộn xộn giống như vậy. Vậy để sắp xếp lại được dữ liệu á, thì các bạn đặt con chỏ chuột vào cái cột mà các bạn muốn sắp xếp. Sau đó các bạn nhìn lên trên thanh công thức của mình á, đúng không ạ? Thanh gì ạ? Thanh formula các bạn thấy đây cho mình. Xin lỗi, thanh standard á, các bạn thấy có chữ sort ascending, biểu tượng từ A đến Z. Khi các bạn bấm vào đây nè, thì cái cột này nè, nó sẽ được sắp xếp tăng dần theo chữ cái B. Ví dụ A để vào một chỗ, B để vào một chỗ, C tương tự như vậy, D. Đúng không ạ? Còn nếu các bạn bấm vào biểu tượng nè, từ Z đến A này thì nó lại sắp xếp ngược lại. Đúng không ạ? Là D C B A giảm dần. Như vậy nhớ nha, từ nay sắp xếp cho cột nào thì trước tiên đặt con chỏ chuột vào cột đó trước, bấm vào đây là tăng dần, bấm vào đây là giảm dần. Nhưng lưu ý là chỉ xếp cho một cột thôi nha. Ví dụ như các bạn muốn cho cột này tăng dần, các bạn xếp xong rồi, các bạn lại muốn cho cột thành tiền giảm dần nữa, các bạn để vào cột thành tiền, các bạn cho cột thành tiền của mình giảm dần một lần nữa nè. Thì sau khi sắp xếp thành tiền giảm dần rồi thì cái cột loại phòng này nó lại bị thay đổi, nó lại không còn tăng dần nữa. Tại vì cái người này không thể nào vừa tăng lại đồng thời lại vừa giảm được. Do vậy các bạn muốn là vừa cột này tăng mà vừa cột này giảm luôn thì các bạn không được bấm vào biểu tượng sort ascending và sort descending ở trên thang công thức này của mình, mà các bạn sẽ vào trong gì ạ, trong format chọn cho mình cái lệnh, đúng không ạ, là xin lỗi, các bạn sẽ vào data chọn cho mình cái lệnh là sort. Khi các bạn vào đây nè thì nó sẽ cho các bạn sắp xếp tối đa 3 cột, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ tôi muốn cột loại phòng này phải được sắp xếp tăng dần theo chỉ cái pha B, tôi chọn cột loại phòng, đúng không ạ? Ở đây lưu ý là nó không thấy dấu nên các bạn chọn cẩn thận một chút nha. Ascending là tăng dần, descending là giảm dần. Như vậy muốn tăng dần cho loại phòng, các bạn chọn là loại phòng ascending. Sau đó các bạn muốn sắp xếp tiếp cho cột thành tiền giảm dần nữa, các bạn chọn tiếp bên dưới này, đúng không ạ? Các bạn chọn cho cột thành tiền giảm dần thì các bạn chọn descending. Thì sau này khi các bạn ok, các bạn thấy cột này nó sắp xếp tăng dần theo chỉ cái pha B không? Và cột này được sắp xếp giảm dần. Có một số trường hợp các anh chị nhìn không thấy giảm dần, đây tôi làm mẫu nha. Mình thấy rõ ràng ba người này nào cùng ở loại phòng A, Sơn, Lệ, Lan. Vậy nó không biết được người nào sẽ đứng trước người nào. Như vậy thành tiền của mình sẽ được sắp xếp dần dần là 109, 109, sau đó đến 100. Hai người này cùng ở loại phòng B nè, không biết người Hùng hay người Vũ sẽ được đứng trước. Thì bây giờ mình thấy thành tiền nó sắp xếp dần dần không? 140.000, sau đó mới đến 100. Vậy để ý nè, khi mà các bạn vào trong data, các bạn chọn sort, các bạn sắp xếp á, thì cái cột nào mà các bạn chọn trước thì nó phải luôn luôn ưu tiên cho cái cột đó sắp xếp trước. Chỉ khi nào cái cột này nè nó bị trùng lắp dữ liệu giống nhau thì nó mới xét sang cái cột thứ hai để nó sắp xếp cho cột thứ hai. Cho nên mình lưu ý nha, khi mà mình đã chọn cột này rồi thì phải sắp xếp cột này trước rồi mới được chọn cột tiếp theo. Còn nếu cột thứ hai mà trùng nữa thì các bạn chọn tiếp cột thứ ba. Mà thông thường ít cái trường hợp trùng rất là nhiều, thường là chỉ trùng giờ 1 đến 2 lần thôi, ví dụ như trùng tên, sau đó giờ trùng ngày sinh thôi, chứ không thể nào mà trùng tất cả các cột được, được chưa? Và lưu ý nè, có một số anh chị á, là các anh chị bôi đen cái cột này nè, rồi các anh chị vô đây, các anh chị sắp xếp là không chính xác nha. Nếu như các anh chị bôi đen lại, các anh chị phải quét hết cái bảng này của mình, sau đó các anh chị mới vô data, các anh chị chọn sort, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn không muốn quét thì các bạn chỉ cần đặt con chỏ chuột vào trong cái bảng này là được rồi. Thì khi các anh chị vô đây nè, các anh chị chọn là tự động nó chọn luôn cái bảng, trừ cái dòng tiêu đề này ra. Còn nếu ai muốn sắp xếp cả tiêu đề thì các bạn chọn là tiêu đề nữa, được chưa? Còn nếu như các anh chị đặt con chỏ chuột, ví dụ tôi đặt con chuột vào trong cái bảng giá đi, các bạn nhỏ đi, thì nó lại hiểu là sắp xếp cho cái bảng nhỏ này, đúng không ạ? Đặt con chuột vào cái bảng nào thì nó hiểu là sắp xếp theo bảng đó. Như vậy mục đích của mình á là mình xếp vào cái bảng chính này của mình, thì nhớ là để con chuột vào trong bảng chính thì mới vô đây nha, chứ không có để lộn xộn, được chưa? Câu cuối cùng trong bài tập này của mình là sử dụng các hàm thống kê để thống kê thành tiền theo loại hàng ABCD. Thì giống như bài tập hôm trước của mình rồi, đúng không ạ? Tính tổng tiền cho những nhân viên có phụ cấp và tổng tiền cho những nhân viên không có phụ cấp. Các bạn còn nhớ dùng hàm gì không ạ? Đây, mình sẽ dùng đây là hàm sum. Sum if, đúng không ạ? Cú pháp là cái danh sách chứa điều kiện phẩy, điều kiện, rồi phẩy, cái danh sách cần tính tổng. Đúng không ạ? Cho nên ngay chỗ này tôi áp dụng vào bài tập này, tôi sẽ gõ là bằng. Tính hàm thống kê theo điều kiện là hàm sum if. Danh sách chứa điều kiện là những cái gì mà nó chứa, những cái điều kiện đang thống kê là ABCD nè. Như vậy cột loại phòng chứa tất cả điều kiện của mình, tôi quét này làm danh sách chứa điều kiện. Điều kiện của mình là loại phòng A, đúng không ạ? Thì tôi gõ A vô, A là chủ để dấu nháy kép nè, đúng không ạ? Không có phải là chủ thì các bạn cũng để dấu nháy kép cho mình nha. Rồi phải cái danh sách cần tính tổng và yêu cầu mình tính tổng tiền thì mình quét cột tổng tiền này, đúng không ạ? Đóng ngoặc lại thì đây chính là câu tính tiền cho mình. Đây, ba người ở loại phòng A, đúng không ạ? 109 cộng 109 cộng với 100.000, như vậy là 318.000. Tương tự như vậy, loại phòng B các bạn cũng làm giống như vậy, chỉ sửa là điều kiện thôi. Nhưng mà đối với Excel thì thông thường những cái gì mà các bạn gõ lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn nên gõ một lần thôi, thì các bạn sao chép công thức, đúng không ạ? Ở đây thì mình thấy nó cũng giống y chang như vậy, nó chỉ sửa điều kiện thôi, cho nên các bạn để đây các bạn copy công thức bằng cách các bạn kéo theo chiều ngang cho nhanh, chứ không cần phải làm lại công thức đó nữa, đúng không ạ? Rồi để chỗ chuột vào cái ô này, sửa lại điều kiện của mình. Từ A các bạn sửa sang đây là cho mình chữ B, đúng không ạ? Nhưng lưu ý là sau khi các anh chị sửa sang là loại phòng B rồi, các anh chị thấy nó ra kết quả là không. Mình rõ ràng mình nhìn thấy công thức của mình đúng rồi, danh sách chứa điều kiện, đúng không ạ? Điều kiện rồi danh sách tính tổng. Nhưng mà tại sao sai?
Các bạn để ý là khi các bạn bấm vào đây, các bạn thấy danh sách chứa điều kiện của mình thay vì nãy là cột loại phòng, bây giờ nó chạy sang cột ngày đến rồi nè. Còn danh sách tính tổng của mình thay vì là cột thành tiền, bây giờ nó chạy sang cột trống này rồi, làm gì có giá trị gì để mà cộng tiền lại được, cho nên kết quả là không là đúng rồi. Cho nên các bạn để ý một cho mình một chút xíu, nếu như các bạn gõ công thức mà các bạn chỉ gõ một lần thôi, đúng không ạ, thì các bạn giờ không cần phải quyết định hai danh sách này lại. Nhưng nếu mà khi các bạn gõ công thức có cái danh sách bên trong mà các bạn muốn sao chép cho những cái ô còn lại cái bên đó mà cái danh sách không bị thay đổi, thì các bạn phải cố định nó lại, chứ các bạn không được để như vậy các bạn kéo qua. Cho nên để làm được câu này thì các bạn quan sát cách tôi làm lại nè. Đầu tiên gõ bằng tên hàm thống kê theo điều kiện là hàm sum sum if, quét cái cột loại phòng này làm danh sách chứa điều kiện, và nhớ là phải khóa danh sách lại nha, cố định nó lại nha, chứ các bạn để như vậy là hồi nó bị chạy ô á, đúng không ạ, bằng cách là các bạn nhấn F4 được chưa. Rồi phải loại phòng A thì các bạn để đây là A. Rồi phải cái danh sách tính tổng là cột thành tiền, các bạn giờ cũng quét cột thành tiền, đúng không ạ. Rồi sau đó các bây giờ bạn cũng khóa lại bằng cách nhấn F4 rồi đóng ngoặc lại, đúng không ạ. Thì sau này khi mà các bạn kéo sang nè thì các bạn thấy giá trị của mình không thay đổi. Ví dụ qua đây các bạn chỉ việc sửa chữ A này thành chữ B, đúng không ạ. Rồi qua đây các bạn chỉ việc sửa điều kiện này, chữ A này thành chữ C, đúng không ạ. Rồi cuối cùng là loại phòng D. Đó chính là cách giờ các bạn sử dụng hàm sum if để các bạn thống kê. Hoặc là có một số trường hợp các anh chị cố định thay về nãy tôi nói là nhấn F4 thì các anh chị còn cách nào, các anh chị còn nhớ không ạ? À, các anh chị đặt danh sách khối cho nó. Ví dụ tôi muốn quyết định danh sách này, đúng không ạ? Tôi quét chọn danh sách này nè. Ha. Tôi đặt đây là gì? Là loại phòng đi, đúng không ạ? Cột loại phòng tôi đặt luôn là loại phòng. Còn cột này là cột tổng tiền đi. Tôi quét chọn danh sách này, tôi đặt đây là cột gì? Cột tổng tiền, đúng không ạ? Thì sau này làm lại công thức này thì tôi cũng làm giống như vậy thôi. Sum if, đúng không ạ? Quét danh sách trước cột giờ. Cột điều kiện của mình là loại phòng, đã đặt tên gì thì gõ vô luôn cho nhanh, khỏi cần phải lấy tay quét lại mất thời gian. Thống kê cho là phòng A thì gõ đây là A, đúng không ạ? Còn nếu mà muốn nhanh hơn nữa thì các bạn bấm vào chữ A này cũng được nè, đúng không ạ? Rồi phải điều kiện của mình là danh sách cần tính tổng của mình chính là cột thành tiền đó, các bạn gõ thành tiền như đây, đúng không ạ? Đóng ngoặc lại, enter xuống thì đây cũng là cách tính của mình. Và sau khi các anh chị tính xong rồi nè, các anh chị để chuột đây, các anh chị kéo công thức qua thì kết quả cũng đúng hết luôn, các bạn không cần phải sửa lại điều kiện. Tại sao lại vậy nha? Ở đây có phải là loại phòng chính là cái danh sách mà các bạn vừa đặt tên đây không ạ? Đúng. Rồi điều kiện của mình hồi nãy các bạn bấm vào G17 là các bạn bấm vào cái tiêu đề của cột loại phòng này nè, là chữ A, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ hiểu đây là điều kiện của mình là loại phòng, phòng A. Rồi quét cột thành tiền của mình vô, đúng không ạ? Là quét cái cột này vô, hồi nãy các bạn đặt là TT. Khi mà các bạn copy công thức này sang đây thì hai danh sách này đã bị khóa quyết định rồi. Chỉ có điều kiện của mình thay đổi thôi, như vậy từ cái chỗ này nè, nó chạy sang cái ô kế bên là B. Đúng ngay cái chữ B mà điều kiện các bạn đang muốn làm luôn, cho nên nó là chính xác. Rồi C nó cũng giống như vậy, D cũng giống như vậy. Như vậy, thay vì từ nay điều kiện của bạn gõ để trong dấu nháy kép thì các bạn có thể bấm vào điều kiện của mình cũng được, bấm ở trên này cũng được nha, mà bấm bên dưới này cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bấm ở bên dưới cái bảng thống kê nè thì cái chữ A này nó phải giống chữ A bên trên này, đúng không ạ? B, C cũng giống như vậy, thì các bạn chỉ cần làm một lần nữa, các bạn kéo sang là tự động nó di chuyển sang những ô kế bên, nó sẽ đưa ra kết quả chính xác. Đó chính là cách các bạn giờ sử dụng hàm sum if để các bạn làm. Thì mình lưu ý nha, trong cái nội dung bài học này thì các bạn học hai nội dung chính. Thứ nhất đó là hàm lấy số nguyên và hàm lấy số dư cho một phép chia, hàm in và mod. Thứ hai là sử dụng hàm nhồi tìm VLOOKUP cấp. Nhớ cú pháp hàm nhồi tìm VLOOKUP cấp của mình là gồm 4 tham số nha. Trị dò là cái giá trị đem đi tìm, cái gì mình đem đi mình dò thì cái đó người ta gọi là trị dò. Cái bảng dò là cái bảng mà nó chứa cái cột kết quả muốn lấy, gọi là bảng dò. Rồi đến vị trí cột và cuối cùng là cách dò. Và cái khó này của mình nè là khi nào các bạn xác định được đâu là trị dò và đâu là danh sách dò. Còn vị trí cột và cách dò dễ rồi, bởi vì vị trí cột là mình lấy cột số 2 thì mình cho số 2, lấy cột số 3 thì mình cho số 3, cái cột mình lấy là cột bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu. Còn cách dò là luôn luôn cách dò không rồi, chứ không có dùng cách dò 1 nha, phải dùng cách dò tuyệt đối, sai là phải báo lên, chứ không có cách dò tương đối. Được chưa? Do vậy ngay chỗ này nè, các bạn chỉ cần xác định được đâu là trị dò và đâu là danh sách dò thôi. Vậy để xác định được trị dò và danh sách dò, các bạn nhớ nè, đề bài yêu cầu, đúng không ạ? Yêu cầu dựa vào cái gì thì cái đó là chị dò, đúng không ạ? Dò trong bảng nào thì cái đó là bảng dò, hay còn gọi là danh sách dò. Ví dụ như trong trường hợp này, đề bài yêu cầu mình dựa vào loại phòng nè, dò trong bảng giá. Như vậy dựa vào loại phòng thì loại phòng này chính là chị dò, còn cái bảng giá này của mình chính là bảng dò, đúng không ạ? Rồi trong bảng lấy cột nào thì các bạn cho vị trí cột và cách dò không. Và nhớ là trước khi các bạn làm, các bạn cố định các bạn này lại nhau mình nha, bằng cách đặt tên hoặc nhấn F4 gì tùy theo các bạn. Đây nè, tôi lấy ví dụ nè, giả sử trong cái bài tập tiếp theo, bài tập số 6 mà hôm sau các bạn sẽ học, các bạn tính tiền thuê kho, để bài yêu cầu mình lấy tên hàng đi thì hãy dựa vào cô mã hàng này, đem dò với cái bảng giá người ta cho bên dưới này để các bạn lấy những cái tên hàng là bắp đậu và khoai á, thì dựa vào mã hàng thì mã hàng là chị dò trong cái bảng này thì chính là bảng dò. Rồi lấy cột tên hàng là cho số 2, lấy cột khác thì cho là số khác. Ví dụ trong bài tập này cũng vậy đi, giả sử người ta yêu cầu mình
lấy gì ạ? Lấy cái đơn giá này thì dựa vào cái lộ trình này đi. Do trong cái bảng đơn giá và thời gian cố định người ta cho sẵn nè, thì cái lộ trình này của mình chính là chỉ do, còn nguyên cái bảng bên dưới này là bảng dò, rồi mình lấy cột đơn giá thì cho số 2, lấy cột thời gian là cho số 3. Tương tự như cái bài tập khác thôi. Cứ nhớ dựa vào cái gì thì cái đó chính là chỉ do. Đây giả sử bài này đi, người ta yêu cầu mình dựa vào mã hàng, đúng không? Do trong cái bảng này để mình lấy cái tên hàng thì mã hàng này của mình chính là chỉ do, còn nguyên cái này chính là tên dò, là danh sách dò. Nhớ nha, dựa vào cái ô nào đi dò tìm thì đó chính là chỉ dò. Do trong bảng nào thì đó chính là bảng bảng dò. Rồi đến vị trí cột và cuối cùng là cách dò, được chưa ạ? Một phần lưu ý nữa ở trong cái bài tập này của mình, đó là khi các anh chị quét danh sách thì nhớ là các anh chị phải cố định danh sách lại. Các anh chị có hai cách cố định nha. Mình nói lại một lần nữa, đó là một là nhấn phím F4 trên bàn phím của mình, hai là đặt tên khối. Và để ý khi các anh chị đặt tên khối là các anh chị nhớ không gõ dấu, không gõ khoảng trắng. Đây tôi lấy ví dụ nè, giả sử tôi đặt cái danh sách này, đúng chưa ạ? Là bảng giá thì các anh chị nhớ cái danh sách các anh chị đặt là các anh chị gõ không dấu và không có khoảng trắng ở trong đây. Tôi lấy ví dụ nếu tôi gõ khoảng trắng nè, có phải khi các chị enter xuống các chị thấy nó báo lỗi không? Đúng chưa? Không đặt từ đặt một hai cái từ trong này dễ bị trùng với những cái địa chỉ ô. Và nếu như cái danh sách nào đã đặt rồi thì không đặt lại. Ví dụ như ngay chỗ này, cái danh sách này tôi đã đặt tên là bảng giá rồi. Nếu giả sử tôi đặt lại cái danh sách ở chỗ này của mình, đúng không ạ? Rồi tôi cũng đặt tên là bảng giá luôn. Thì khi tôi enter mình thấy cái gì ạ? Cái danh sách từ cái bảng này nó chạy sang cái bảng bên đây rồi, tức là địa chỉ gì ạ? Địa chỉ ô này đã bị trùng. Do đó khi đặt thì không được đặt trùng với những địa chỉ ô có sẵn trên Excel và không đặt trùng với những danh sách đã đặt trước đó. Do vậy nếu như danh sách nào mà các bạn enter bị chạy sang gì ạ? Những ô khác thì các anh chị phải xóa cái danh sách trước đi thì các anh chị mới đặt được danh sách này. Do đó để xóa đi một danh sách thì các anh chị sẽ vào giờ insert, chọn cho mình cái lệnh là name. Trong hội thoại name các bạn chọn là đi define thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái danh sách mà các bạn đã đặt từ những bài tập trước. Ví dụ trong trường hợp này tôi đặt 3 danh sách: bảng giá, loại phòng, thành tiền. Nếu như ai muốn xóa danh sách nào thì các bạn chỉ việc chọn danh sách đó rồi nhấn chữ đi delete hoặc là chọn delete đấy cũng được, đúng không ạ? Nó sẽ xóa danh sách này đi. Ok, thì mình thấy danh sách này nó mất, nó không còn là cái bảng bảng giá nữa, nó trở về địa chỉ ô bình thường. Thì lúc đó các bạn mới được quét chọn cái danh sách này và các bạn đặt tên cho nó, được chưa ạ? Ví dụ tôi đặt là bảng giá, enter xuống mình thấy đây là bảng giá. Mình nhớ nha, để xóa đi một danh sách, đúng không ạ? Các bạn đã đặt tên rồi, đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ vào insert, chọn lần là name, chọn lần là define, rồi chọn cái danh sách mà đã đặt tên rồi, xóa đi để các anh chị đặt tên khác. Còn nếu như các anh chị không thích xóa thì các anh chị nhớ là đặt tên không trùng với những cái tên có sẵn rồi. Để kiểm tra nhanh cái tên của mình đã có gì đã có sẵn ở trên này chưa, thì trước khi các anh chị đặt tên cho danh sách đó, các anh chị thấy cái mũi tên ở kế bên hội thoại name box này nè, các anh chị xỏ xuống thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái danh sách mà các anh chị đã đặt tên, đúng không ạ? Nếu như các anh chị thấy những cái tên nào đã có ở trong này rồi thì các anh chị không đặt trùng lại đó nữa, đúng không ạ? Các anh chị đặt tên khác, không nhỡ dở, không gọi dấu, không gọi khoanh trắng. Thì đây chính là nội dung của cái bài tập số 5 này của mình. Hôm sau tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách sử dụng hàm value để chuyển một giá trị chuỗi sang giá trị số và cách sử dụng hàm điều kiện, xin lỗi, cách sử dụng hàm dò tìm khi cái vị trí cột các anh chị lấy lại hiển thị ở trên nhiều cột.